bốn lạng. Thấy không, qua bên đây đi Thúy ơi. Được, 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 được. Hấp dẫn không cả nhà, nhìn là hấp dẫn lắm. Cái này thanh niên cắt hả? Hấp dẫn không cả nhà? Cái này là đã nướng qua một lần rồi. Cái này nướng rồi đúng không anh? Chưa nướng. Cái đó chưa nướng hả? À? Nướng rồi, phải không? Dạ. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV ghé lại xe dù xuộng của anh nè cả nhà, trên đường Vườn Lài nha. Đó, đây một địa điểm ẩm thực về dù xuộng khá là nổi tiếng ở khu vực Tân Phú. Hôm nay mình tới thì thấy anh là ảnh cũng nướng sơ qua hết rồi, cái này nướng rồi. Hấp dẫn. Nhà hấp dẫn lắm, quá là hấp dẫn luôn. Đặc biệt là hôm nay thấy anh đầu tư cái máy hút này cả nhà, mấy đợt là không có máy thổi máy hút. Dạ đúng rồi, đẩy ra cho khỏi vô nhà. Cái này là bây giờ mình nướng từ từ á anh hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này là muốn nhậu thì thôi khỏi che nha. Muốn ăn cơm cũng được. Nhiều lắm anh. Dạ đúng rồi. Rồi em thấy là đi dọc tuyến đường nào cũng có cá. Đúng rồi, mình đang bán giờ quá trời ai cũng làm. Dạ. Dịch bệnh có làm ăn không có được đó. Dạ. Cũng lên mạng là từ nhiều có làm rồi bán. Dạ. Bởi vì em đi làm á, em đi ngang một số tuyến đường đều thấy bán, bữa nay người ta bán cái này nhiều ghê luôn á. Dạ. Yeah. 3 giờ là với anh bắt đầu bán rồi nha quý cô chú anh chị các bạn. Tầm khoảng 10 giờ anh hả? Dạ. Tới 10 giờ là anh nghỉ. Một lạng của chúng ta đó là 20k. Thơm lắm. Một
địa điểm ẩm thực rất là nổi tiếng ở khu vực Tâm Phú nha cả nhà, về dầu thuận nướng. Giòn quá mà. Thêm văn nữa thanh niên cách dẻo tay quá. Cả nhà thấy thanh niên nhanh tay không? Thanh niên cắt rất là nhanh tay. Một cái nửa, đó là nửa ký đó cả nhà. Dầu thuận nha cái nhà, nhầm. Đó, tôi cách mua đi ô tô tôi mua luôn. Hai cái 50.
mình có bán bò viên nữa hả? À, nhà bên cạnh hả? À, dạ. Tụi em thấy có bán bò viên. Dạ đúng rồi, đi đâu bây giờ em đi đâu tới Dồi Thuận á nhiều lắm. Đó, trời. Đi đâu tới Dồi Thuận á anh đó, nhiều lúc mà trên một tiếng đường mà có mấy địa chỉ Dồi Thuận luôn á chứ. Dạ. Đó, trời. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Một địa điểm ẩm thực nữa đó là Dồi Thuận nướng nè cả nhà, trên đường Vườn Lài, phường Phú Tàu Hòa, quận Tân Phú. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức và ủng hộ anh nha. Bye bye. Tại địa chỉ chúng ta đó là 166 Vườn Lài,